Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Điện Kremlin, Nga không ảo tưởng về ông Trump. Ngày 26 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể là người sáng suốt khi nói về lịch sử nước Nga, nhưng ông ấy đã bắt đầu cuộc đua trừng phạt với Moscow. Do đó, Nga không ảo tưởng về nhân vật này, đài Atin đưa tin. Cụ thể, chia sẻ với đài Fox News hồi tuần trước, cựu Tổng thống Trump mô tả Nga là một cỗ máy chiến tranh đã đánh bại cả hoàng đế Napoleon của Pháp và Hitler, Đức Quốc xã, nên việc ngăn chặn xung đột Ukraine phải là ưu tiên hàng đầu của ông nếu tái đắc cử. Bình luận về vấn đề này, ông Peskov dù khen ngợi cựu Tổng thống Trump biết lịch sử sâu sắc như vậy, nhưng khẳng định rằng cựu Tổng thống Mỹ vẫn một đại diện của giới tinh hoa chính trị Washington hiện đang mắc chứng bài Nga hoàn toàn. Chúng tôi đã xem các bài viết này và nhiều tuyên bố khác nữa. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn chúng qua lăng kính màu hồng, ông Peskov nói. Ông Điện Kremlin nói thêm rằng Mỹ đã giới thiệu một số lượng lớn các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Vì vậy, theo quan điểm của Moscow, không có nhiều sự khác biệt giữa ông ta và các chính trị gia Mỹ khác. Cựu Tổng thống Trump tỏ ra khôn khéo hơn một chút trong việc duy trì các kênh đối thoại, nhưng chúng cũng không tác động nhiều đến bất cứ điều gì khác, ông Peskov nhấn mạnh. Ông Trump chưa lên tiếng về nhận xét của ông Peskov. Cựu Ngoại trưởng Pompeo đề xuất ông Trump kế hoạch về Ukraine. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đề xuất cho cựu Tổng thống Donald Trump kế hoạch tìm kiếm hòa bình cho Ukraine, trong đó có điều khoản tăng cường trừng phạt Moscow và cho Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga. Cụ thể, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chiến lược gia Mark Urban đã đưa ra bản đề xuất với cựu Tổng thống Donald Trump về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Ông Pompeo là một trong nhiều nhân vật Đảng Cộng Hòa đang phác thảo chính sách cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump nếu cựu Tổng thống giành chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay. Trong bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal ngày 25 tháng 7, ông Mike và ông Urban lập luận rằng có nhiều bằng chứng cho thấy ông Trump sẽ sẵn sàng tăng cường đáng kể sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine nếu được bầu làm Tổng thống. Theo hai người này, việc ông Trump cung cấp tên lửa Javelin cho Ukraine vào năm 2017 và quyết định không vận động hành lang chống lại việc thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine hồi đầu năm nay, báo hiệu cựu Tổng thống sẽ sẵn sàng thực hiện kế hoạch giúp nghiêng cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Kiev. Bài xã luận viết rằng một kế hoạch thành công cho Ukraine của chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm nhiều điểm khác nhau, trong đó bao gồm tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga, mở rộng sản xuất năng lượng của Mỹ để giảm doanh thu dầu khí của Moscow, cung cấp cho Ukraine một quỹ cho vay, cho thuê trị giá 500 tỷ USD để mua vũ khí. Ngoài ra, theo kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Urban đề xuất, chính quyền ông Trump tương lai nên cho phép Ukraine sử dụng mọi loại vũ khí để tấn công các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Nga. Theo ông Pompeo, cách tiếp cận này sẽ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU, cũng như buộc phải đồng ý với phi quân sự hóa bán đảo Crimea. Nếu Nga đồng ý với các điều khoản này, phương Tây sẽ dần dần dỡ trừng phạt. Chúng sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn sau khi Ukraine hoàn tất gia nhập NATO và EU, theo bài viết trên Wall Street Journal. Ông Trump và phía Nga đều chưa lên tiếng về kế hoạch hòa bình của Ukraine mà ông Pompeo và ông Urban đề xuất. Theo đài RT, kế hoạch hòa bình cho Ukraine nói trên mâu thuẫn với hầu hết những gì ông Trump đã nói về cuộc xung đột cho đến nay. Cựu Tổng thống đã nhiều lần hứa sẽ đưa ra một kết thúc hòa bình hơn cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Chia sẻ với đài Fox News hồi tuần trước, ông Trump mô tả Nga là một cỗ máy chiến tranh không thể bị quân đội Ukraine đánh bại. Tiếp đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 7, cựu Tổng thống tuyên bố rằng cả hai bên, Nga, Ukraine sẽ có thể đến gần với nhau, đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng.
ông Trump chưa bao giờ tiết lộ cách ông sẽ khiến cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Chia sẻ với đài NBC News năm ngoái, cựu Tổng thống Trump nói rằng, nếu tôi nói hết mọi thứ lúc này, tôi sẽ mất tất cả quân cờ để đàm phán. Tư lệnh lục quân Anh dự đoán chuyện Nga kiểm soát 4 tỉnh đông Ukraine. Tân tư lệnh lục quân Anh, tướng Soroli Walker dự đoán rằng Nga có thể phải chịu thương vong lên tới 1,8 triệu binh sĩ trong vòng 5 năm tới để đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh đông Ukraine, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, tờ Business Insider đưa tin ngày 25 tháng 7. Tướng Walker cho biết, ông đưa ra ước tính dựa trên tỷ lệ thương vong hiện tại mà lực lượng Moscow phải đối mặt ở Ukraine. Ông Walker đưa ra dự đoán trên tại Hội nghị Chiến tranh trên bộ năm 2024 do Viện Nghiên cứu Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh tổ chức hồi cuối tuần qua. Nếu họ tiếp tục chiến đấu như vậy, có lẽ Nga sẽ phải mất 5 năm để đạt được mục tiêu tối thiểu ở 4 tỉnh. Ông Walker nói, thêm rằng Moscow cũng có thể sẽ mất hàng tỷ thiết bị quân sự trong mục tiêu kiểm soát 4 tỉnh đông Ukraine. Tướng Walker nhấn mạnh rằng trong một cuộc chiến tiêu hao sẽ không có người chiến thắng. Đây là sự tàn phá hoàn toàn cho cả hai bên và những thế hệ mất mát. Có nhiều thứ khiến Nga phải lo lắng hơn là mất phần lớn từ 1,5 đến 1,8 triệu người để đổi lấy một phần của Ukraine. Tướng Walker nêu quan điểm chuyện Nga kiểm soát 4 tỉnh đông Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Cả Nga và Ukraine đều lên tiếng sẵn sàng đàm phán. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 7, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói rằng Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga phù hợp với lập trường của Moscow. Theo ông Nebenzia, Nga xác định rằng con đường ngoại giao là thích hợp hơn để giải quyết xung đột hiện tại ở Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin. Cũng trong ngày 25 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng có một số điểm cần phải làm rõ trước khi đàm phán hòa bình, bao gồm địa vị của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và luật pháp của Ukraine, đài RT đưa tin. Ông Peskov nói thêm rằng một trở ngại khác là sắc lệnh cấm đàm phán giữa Kiev và giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow được ông Zelensky ký hồi năm 2022. Theo ông Peskov, những lệnh cấm này hiện vẫn được áp dụng và nó làm cho khả năng đàm phán trở nên khó khăn vì vướng víu pháp lý. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba nói rằng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đàm phán hòa bình với Nga với hai điều kiện là Kiev phải có mặt trong các cuộc đàm phán và Moscow phải tôn trọng đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!